những chiếc vòng cồng chiêng được chơi bởi các chàng trai mà còn gắn với các điệu múa xoang của các cô gái, bởi những người nghệ sĩ tài ba mà còn là sự kết hợp phong phú của các lễ hội truyền thống có sử dụng những nhạc cụ này.
xin được chúc mừng màn biểu diễn của câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Cồng Chiêng đến từ thị trấn Đắk Lăk.